Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để copy dữ liệu giữa các tài khoản người dùng trên cùng một máy tính Mac. Đối với máy MacBook thì hệ điều hành nó tạo ra một cái thư mục public đặc biệt mà tất cả các cái tài khoản người dùng đều có quyền truy cập vào cái thư mục đó. Thì thư mục này được dành cho việc chia sẻ tập tin giữa các tài khoản người dùng khác nhau. Nó nằm ở cái thư mục User Share Public. Thì để vào cái thư mục này, các bạn thực hiện như sau. Các bạn vào phần tìm kiếm, đánh vào Macintosh, rồi các bạn vào thư mục User thì ở đây nó sẽ gồm nhiều tài khoản người dùng khác nhau. Thì các bạn muốn copy dữ liệu vào tài khoản của user nào, của người dùng nào thì các bạn chỉ việc chọn vào cái thư mục của người đó. Ví dụ đây là thư mục này, thì trong thư mục này nó có một cái thư mục public, các bạn mở vào rồi mình chỉ việc là copy dữ liệu và thảy vào thư mục này. Thì khi copy nó sẽ yêu cầu chúng ta xác nhận quyền, thì các bạn xác nhận quyền ở đây. Các bạn nhập mật khẩu và nhấn OK. Rồi, như vậy là nó sẽ copy dữ liệu nó thảy vào cái thư mục public. Sau đó các bạn log out cái tài khoản người dùng này và đăng nhập vào cái tài khoản kia thôi. Rồi, khi các bạn đăng nhập vào tài khoản này, các bạn chỉ việc vào cái mục tìm kiếm đánh chữ Macintosh. Các bạn cũng vào lại cái thư mục user và vào cái người dùng này, thư mục public, chỉ việc copy cái dữ liệu này vào cái nơi các bạn cần copy là xong. Thì lúc này nó yêu cầu mình xác nhận quyền thì mình mật khẩu của người dùng này thôi. Đó. Như vậy là đây là toàn bộ các cái bước mà mình chia sẻ dữ liệu giữa các người dùng khác nhau trên cùng một cái máy MacBook. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.